Cha tôi là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Ông là người hướng dẫn và dìu dắt tôi vào con đường thể thao. Ông giúp tôi có nghị lực để thi đấu. Kể từ khi ông mất, mọi chuyện đã thay đổi. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn rất nhiều. Điều tôi nuối tiếc nhất là khi ông mất, tôi đã không được ở bên. Vậy nên trong suốt thời gian qua kể từ khi ông mất, tôi luôn mang theo di ảnh của ông như là một cách để ông vẫn luôn ở bên cạnh tôi và dõi theo tôi. Đó là chia sẻ của ông Vladimir Hristov-Simonov, người từng là vận động viên điền kinh nổi tiếng của Bulgaria. Trải qua quãng thời gian thành công trong sự nghiệp, vận động viên sinh năm 1954 chuyển sang công tác huấn luyện. Sự nghiệp huấn luyện của ông cũng từng trải qua rất nhiều thăng trầm khi ông liên tục làm việc với nhiều liên đoàn điền kinh trên thế giới trước khi cơ duyên đưa ông sang Việt Nam. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, đằng sau những vinh quang khi ươm trồng biết bao những vận động viên thành danh, thì ở đó lại là một nỗi buồn của một con người không có gia đình kế bên. Thời gian của ông sau công tác huấn luyện là một khoảng lặng, mà ở đó ông phải làm tất cả một mình. Điều thật sự khó khăn với người đàn ông đã bước sang tuổi 62, tuổi mà ở Việt Nam người ta gọi là tuổi được an dưỡng bên gia đình và người thân. Việc tại Việt Nam sau lời mời từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, ông Simeonov đã có khoảng thời gian gần một năm gắn bó với các vận động viên nơi đây. Khoảng thời gian chưa phải là dài, nhưng đã đủ để ông hiểu được mình cần phải làm gì với Điền kinh Việt Nam, cũng như giúp cho các học trò của mình nâng cao trình độ và bản lĩnh vươn mình tới những đỉnh cao mới. Trong thể thao, mang về thành công cho các vận động viên là rất nhiều công sức, mồ hôi nước mắt của những người thầy. Điều đó càng có ý nghĩa hơn với những người thầy, người chuyên gia là người nước ngoài. Và hàng ngày, với các vận động viên tại đây, họ quen với dáng người của huấn luyện viên người Bulgaria, người đã bước sang tuổi 62 nhưng vẫn cần mẫn ươm trồng những tài năng cho điền kinh Việt Nam. Ẩn sau vẻ nghiêm nghị đó là một con người chứa đựng nhiều nỗi u sầu. Mà xa gia đình và người thân có lẽ là điều khiến ông trăn trở nhất. Quãng thời gian thi đấu khi còn trẻ, tôi đã quen với việc phải xa gia đình. Sau này, khi chuyển sang công tác huấn luyện, tôi cũng không thấy có gì khó khăn lắm. Dù đôi lúc, một mình ở đất khách quê người, đó cũng là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Tôi có hai người con trai và giờ tôi đã lên chức ông. Những lúc buồn và nhớ gia đình, tôi đều lấy những bức ảnh kỷ niệm của gia đình để ngắm. Và tôi biết rằng mọi người ở quê hương cũng đang nhớ đến tôi. Một ngày nào đấy nhớ xa gia đình, xa quê hương thì cảm giác rất chi là buồn. Và thầy sang đây với khoảng một thời gian dài thì em nghĩ là thầy cũng rất chi là nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ quê hương. Cái đấy là chắc chắn là điều đương nhiên rồi. Thì mọi người đến đây nếu mà chỉ có một mình không có gia đình đi theo thì sẽ rất buồn. Nên thỉnh thoảng có các dịp như là sinh nhật hoặc là các đội tổ chức đi ăn thì thỉnh thoảng vẫn tổ chức rồi gọi chuyên gia đi cùng để tạo cái không khí như là ở đây như là một gia đình thứ hai của thầy vậy. Thì thầy luôn luôn vui vẻ để có thể huấn luyện và cống hiến cho thể thao Việt Nam. Thấu hiểu những nỗi buồn của người thầy ngoại, những học trò của ông tích cực tập luyện. Còn ngoài giờ, những sinh hoạt nhóm được họ tổ chức để giúp cho người thầy Bulgaria vơi đi nỗi nhớ nhà và người thân. Dù mới chỉ làm việc tại Việt Nam không lâu, nhưng qua thời gian đó đủ để ông có được những giáo án cụ thể, giúp cho các vận động viên tài năng tập luyện và vươn tới những thành tích cao hơn. Và với những vận động viên mà ông đang làm việc, có những người theo ông là tài năng thực sự và họ hoàn toàn có thể vươn mình ra châu lục cũng như trên toàn thế giới. Trong số những người mà tôi đang làm việc, có những vận động viên như Lan, Lịch, Huyền, Hình hay nhiều vận động viên khác.
Các bạn ấy có tố chất, có sự quyết tâm trong luyện tập. Điều đó hoàn toàn có thể giúp cho Điền Kinh của Việt Nam mang về những thành tích cao tại đấu trường khu vực như SEA Games, hay hơn là ASEAN và thậm chí là cả Olympic. Tôi vui và hạnh phúc khi có mặt ở đây, thực hiện những công việc của mình với họ. Quách Công Lịch và Quách Thị Lan là hai vận động viên tài năng của Điền Kinh nước nhà. Hai vận động viên là hai anh em ruột trong một gia đình. Họ đã khẳng định được mình với rất nhiều thành tích trong quãng thời gian qua. Trong khi Quách Công Lịch từng giành tấm huy chương bạc SEA Games 28 và huy chương vàng giải Grand Prix châu Á năm 2015 cùng ở cự ly 400m nam, thì em gái của anh Quách Thị Lan cũng đã gây ra bất ngờ trong năm 2014 khi cô gái người Thanh Hóa giành tấm huy chương bạc ASEAN lịch sử ở nội dung 400m nữ và sau đó là một tấm huy chương bạc SEA Games 28. Và giờ, khi làm việc với người thầy Bulgari, hy vọng thành tích của họ sẽ còn xa hơn nữa. Thực sự thì giáo án của những chuyên gia nước ngoài thì khác biệt với giáo án của các thầy nội của mình. Họ quan trọng về các kỹ thuật, sức dẻo và sức bền dẻo. Cho nên mình cũng đang phù hợp dần dần, mình mới tập với chuyên gia được 3 tháng thôi. Cũng còn nhiều thời gian để mình tập luyện và làm quen. Nên đây cũng là lúc cái điểm khởi đầu. Gạt bỏ những khó khăn khi làm việc với một quốc gia xa lạ, xa quê hương và xa người thân, ông Simonov vẫn đang ngày ngày cần mẫn, ươm trồng những tài năng cho Điền Kinh Việt Nam. Người thầy ấy với bao nghị lực vượt lên để lại trong lòng những người vận động viên Việt Nam một nỗi kính trọng và lòng biết ơn. Cũng nhân ngày 20 tháng 11 thì Lịch cũng xin chúc riêng thầy chuyên gia của mình thì luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ để phục vụ tốt cho công tác huấn luyện và hy vọng SEA Games sang năm thì cả đội của mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của thầy. Và mình cũng xin chúc cho các thầy cô, huấn luyện viên và các thầy cô giáo ở trên Việt Nam mình một ngày 2011 thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong công việc. Có nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và cùng đi tới đích của bọn em ạ.